Con làm cho em xem. Con giữ em, con giữ em. Nguy hiểm lắm đấy. Bên đây. Con cho em vào góc giường, Hàn à. Cho em vào góc kia cho yên tâm con ạ. Đấy, kéo em vào, nhưng mà cho em quay đầu ra đây để mẹ còn nhìn mặt em lúc em cười. Con cho em chéo chéo ra này mẹ nhìn thấy thế. Ôi dồi ôi, anh giỏi thế nhỉ, anh An. Rồi, con cho em xem đi. Bây giờ con cho em xem, mẹ quay em được rồi. Vâng ạ, con làm gì, con làm gì em cứ... Không biết sao đâu. Thôi cẩn thận không ngã nhá. Thôi được rồi, để anh bế con. Đợi mẹ, mẹ chưa xong. Mommy, ask daddy to show the picture. Bye bye. Thôi, đáng yêu lắm rồi. Cả hai anh em, bye bye. Wow. Đợi mẹ nha, mẹ chụp thêm cái ảnh nữa. Ai Linh Đan. Một hai. Bye bye. Một hai. Thôi, bye bye.